em xin chào chị Phương Nga cũng như là toàn thể các bác đang theo dõi kênh Mai của Audio. Thì trong clip này em xin phép được test cho chị Phương Nga ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Có lấy bên Mai của Audio là một đôi loa của hãng RCF hàng bãi xịn của hãng DH Audio và một chiếc đẩy MA 2004 của dòng Martin hai kênh. Thì hai sản phẩm em đã chọn cho chị rất là đẹp cũng như là test lên video cho chị rất là cụ thể. Thì tổng hai sản phẩm này thì chị đã đặt cọc là 900.000, số tiền còn lại chị nhận hàng và chị thanh toán thôi. Mời các bác cùng chị tập âm trực tiếp em đánh đẩy với đôi loa. Trả lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao, trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao, trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau, đến nay trở thành xa cách rồi con trực tiếp đẩy với loa nhưng mà cho ra tiếng trống rất là sâu và giải chép rất là sáng, cái độ chép với dòng loa này là một bát 30 và một chép neo các bác nhé, chép từ neo cho nên tiếng lời ra rất là sạch. Thì em đang đánh trực tiếp đẩy cho các bác nhé. Đấy, em sẽ thử từng kênh cho các bác cùng thẩm âm này. Đó. Trở lại em đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao, trả lại em con đường im bóng mát của ngày đậm, trả lại em anh đèn cổng viên đó dưới mưa bay. Đó, từng kênh một các bác nhé. Chúa nhật nghe phố phường khô gót giày, trả lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao, trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao, trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống với dòng đẩy MA 2004 này thì hiện tại đang chạy máy class CD cho ra tiếng rất là sạch, đánh nguyên với loa thôi nhưng mà ra tiếng cực kỳ đập phê. Nếu mà các bác nghe trực tiếp thì các bác sẽ cảm nhận được cái giải trống sâu cũng như là giải trả lời rất là sạch, để kết hợp với hai cái sản phẩm này thì rất là hoàn hảo các bác nhé. Vâng, rất là cảm ơn chị Phương Nga ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm bên Micro Audio. Và em xin được kết thúc video. Em xin chào chị cũng như là toàn thể các bác.